bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc áo khoác công chúa xinh xắn như thế này đây. Thật sự là xinh xắn lắm luôn á các bạn. Chúng ta viền bằng cái len màu trắng á, nổi bật cái họa tiết nè, giống như là một cái chiếc vương miện vậy đó. Và ở phía mặt sau á, mình có làm cái phần nhún ra như thế này. Và phần thân trước của chúng ta sẽ có dáng xòe như là công chúa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào sản phẩm nha. Với cái áo này thì chúng ta sẽ dùng hai màu để chúng ta phối nha các bạn. Thì các bạn sẽ dùng màu gì cũng được. Nếu mà các bạn thích màu hồng baby này thì các bạn có thể là mua miêu cô tông nè, màu số 25. Và cái phần viền á các bạn, viền ghen ở dưới á, thì mình sẽ dùng cái màu trắng tinh nha. Mình dùng màu số 3 nè. Nếu mà các bạn không có màu trắng tinh thì các bạn có thể là dùng màu trắng kem cũng được nữa. Thì ở cái phần viền ghen ở phía dưới á, chúng ta sẽ sử dụng micotone hoặc là cái loại len nhỏ hơn cái micotone này một chút cũng được nha các bạn. Có thể là 1.5 đến 1.7 mm cũng được nữa. Thì cái len micotone này nè, tầm 1.7 đến 2 mm á, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần viền ghen á, nó nhỏ hơn một chút xíu nữa. Cái đó là nếu mà các bạn có nha. Còn nếu mà các bạn không có thì chúng ta sẽ sử dụng micotone luôn cũng được, không thành vấn đề ha. Và kim móc của chúng ta sẽ sử dụng là 4.0 mm để cho cái áo khoác mình trông mềm mại và có độ co giãn hơn nha các bạn. Thì tùy theo cái loại len và phù hợp với cái kim móc nữa. Thì các bạn nếu mà các bạn dùng cái loại mà len nhỏ hơn mình thì các bạn sẽ sử dụng kim gấp đôi sợi len là được nha. Và cái quan trọng tiếp theo đó là những cái kim đánh dấu nha các bạn. Cái này là cực kỳ quan trọng luôn nè. Những cái kim đánh dấu thì các bạn là mua sẵn cho mình là khoảng 8 đến 10 kim đánh dấu đi, sẵn như vậy á. Và cái thước dây này các bạn quan trọng nữa nè. Và một số hạt nút thì các bạn có thể là sử dụng cái hạt nút màu nào mà các bạn thấy nó phù hợp với cái màu mà các bạn móc nha. Nè, và cái kim khâu len nè các bạn. Một số cái chỉ trắng nè để mà mình kết hạt nút vào thân áo ha. Cái kéo cắt len và một cái ri băng nè các bạn. Thì mình mua cái loại mà 2 cm á. Thì các bạn là mua cỡ tầm này cũng được rồi. Hoặc là các bạn nếu mà không có cái ri băng này, các bạn có thể là móc một cái nơ trắng để ở phía sau lưng của chiếc áo khoác ha. Rồi, chỉ là đơn giản một số như vậy thôi. Kim đánh dấu và thước dây, kim móc là những cái mà chúng ta cần nhất luôn nha các bạn. Rồi, ở đây mình đã vẽ ra cái mẫu áo khoác của chúng ta, mặt trước và mặt sau như thế này nè các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tạo nút trong cái quá trình mình móc luôn nha các bạn. Mình sẽ không có cần viền lại rồi sau đó mình mới tạo nút, mà chúng ta sẽ tạo nút trong lúc mà chúng ta móc. Và chúng ta sẽ làm cái nón nè. Đây, cái nón có cài thêm 3 bông hoa như thế này nè các bạn. 3 bông hoa màu màu trắng ha. Nếu mà các bạn làm cái nền các màu xanh hồng gì đó, xanh hồng đỏ thì mình cài màu trắng. Rồi ở đây mình có làm thêm một cái nơ bằng ri băng nè. Và ở đây nó sẽ dúng cái phần ở phía sau nè các bạn. Và cái váy và cái áo khoác của chúng ta sẽ có cái dáng xòe ra như là cái dáng váy vậy ha. Hồi hôm trước á, là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái áo khoác dáng dài rồi. Và mình cũng đã ghi cho các bạn những cái thông số như thế này. Nếu mà các bạn thích cái áo khoác này, các bạn có thể là tìm cái link mà áo khoác style Âu nha. Rồi, ở đây mình cũng đã ghi cho các bạn những cái thông số như thế này nè các bạn. Độ tuổi nè, mình liệt kê từ 0 tháng tuổi cho tới 5-6 tuổi ha. Rồi, cái vòng ngực nè các bạn. Cái vòng ngực là cái chỗ này nè các bạn. Cái vòng ngực là ở chỗ ngang này nè. Thì ở trên cái hàng đầu tiên này là vòng ngực thực tế ha. Cái hàng thứ hai này nè
là vòng ngực sau khi mà các bạn trừ hao, các bạn có thể là cộng thêm, ví dụ như 0 đến 3 tháng là 41 nè, chúng ta có thể cộng thêm 3, 4, 5 cm gì đó, cái này là tùy các bạn ha. Thì ví dụ như 41 mà các bạn cộng thêm 4 cm đi, thì các bạn sẽ móc cái chỗ này nè, ra sẽ là 45 cm vòng ngực. Để mà 4 cái mà 4 cm này nè, các bạn sẽ trừ hao cho bé cho nó rộng thoải mái hơn với cái chiếc áo khoác ha. Rồi cái ách nè các bạn, cái ách chính là cái chỗ này nè, cái đường mà mình gạch nét đứt nè, mình có đánh dấu là số 1 nè. Cái ách thì là từ cái đầu cái góc vuông chỗ này nè các bạn, đầu góc vuông nè đến cái phần nách nha. Nè, 0 đến 3 tháng là 10,5 cm, 3 đến 6 tháng là 11 cm, và từng cái tuổi cứ giống xuống mà mình đã chia cho các bạn rồi nè, mình đã ghi rất là cụ thể. Rồi. Cái độ dài á, độ dài từ vai xuống phía dưới ngực. Độ dài từ vai nè các bạn, xuống phía dưới ngực là cái khi mà các bạn móc từ cái vai này xuống tới đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng mũi để cho cái phần ở dưới này nó xòe ra ha các bạn. Mình sẽ tăng mũi từ cái chỗ này. Rồi. Thì số cm mà từ vai á, xuống tới chỗ phần này nè, mình đã liệt kê cho các bạn hết rồi nè. Các bạn chỉ cần dựa vào đây mà các bạn móc thôi ha, móc tới cái độ dài này. Rồi, độ dài tay áo nè, cái tay dưới á các bạn, đây, cái tay dưới của mình nè. Khi mà mình móc á, là mình sẽ dựa vào cái độ dài tay áo dưới này mà mình hoàn thành cái chiều dài của cái nguyên cái cánh tay của mình. Xong. Rồi. Ở đây thì cũng có hết trơn nè. Khi mà các bạn biết được cái độ dài tay dưới á, thì mình cũng sẽ chắc chắn là nó sẽ biết được cái độ dài của tay trên, tại vì nó đi cùng nhau mà, mình móc cùng nhau luôn. Rồi ở đây chiều cao của nón á các bạn, chiều cao của phần nón nè, mình có ghi cho các bạn luôn nè, là từ vai này luôn lên tới cái đỉnh đầu là bao nhiêu cm á, là mình sẽ ghi lại cho các bạn hết luôn nè. 19, 20, 22, 23, 24 và đến 5-6 tuổi luôn nè các bạn. Đây ha. Rồi ở dưới này thì về cái phần vòng đầu á, mình bổ sung thêm cho các bạn nè. Rồi mình đã chia các cái mũi móc này ra cho các bạn nè, thì tùy theo thợ móc, có người móc lỏng tay, có người móc chặt tay, hoặc là có người móc cái mũi móc kép á, nó dài hơn cái người kia, và có người thì nó móc ngắn hơn cái người kia. Như vậy á, thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng chia mũi này để mà sau này các bạn sẽ rút kinh nghiệm cho những cái lần sau nha các bạn. Cái size hôm nay mình móc là 3 đến 6 tháng thì mình sẽ làm cái thông số là ở cái cột này, vòng ngực 44, mình sẽ trừ hao là khoảng 3-4-5 cm gì nữa. Một lát nữa khi tới cái phần ngực này nè, mình sẽ cộng vô ha. Nếu mà thiếu bao nhiêu á, mình sẽ cộng vô. Còn nếu không thiếu thì mình không cần cộng, mình chỉ thêm mỗi bên 1-2 mũi gì nữa, để cho cái phần cánh tay này nè, cho nó rộng rãi thoải mái một chút thôi ha các bạn. Rồi, ở đây 3 đến 6 tháng mình sẽ chọn cái cột là 56 móc xích nha các bạn. Thì ở 56 móc xích này các bạn có thể móc lỏng tay một chút xíu ha. Nếu mà bạn nào móc chật tay á, các bạn có thể là chọn 64 nha. Nếu mà các bạn móc lỏng tay thì các bạn lùi lại một cái cho mình như thế này. Thì ở cái 56 móc xích á, thì chúng ta cũng sẽ thêm mỗi bên 3 móc xích để chúng ta tạo cái phần nút nè. Đây, cái phần nút này là chúng ta sẽ không có cần làm cái hàng viền mà chúng ta tạo nút sau, mà trong khi móc thì chúng ta đã tạo nút rồi, thì ở bên cái trái thì chúng ta sẽ thêm 3 móc xích.
Nè, ví dụ như mình chọn cái 56 này nè, 56 móc xích khởi điểm. Thì ở cái chỗ phần ngực bên trái này nè, mình sẽ cộng thêm 3 móc xích nữa là nó sẽ bằng 11 móc xích ha. Rồi, ở đây mình sẽ cộng thêm 3 móc xích nữa, ở đây sẽ bằng 11. Như vậy thì 56 cộng cho 6 là nó sẽ ra là 62 móc xích mà mình khởi tạo. 62 móc xích khởi tạo. Tạo ha các bạn. Thì các bạn cứ dựa vào như thế này. Ví dụ như các bạn chọn cái ô là 64 thì các bạn cũng sẽ cộng cộng ở đây 3 nè. Cộng ở đây 3. Thì ở đây là 12 ha. Đây là 12 nè. 64. 64 mà các bạn cộng cho 6 là nó ra 64 nè, cộng 6 là nó ra 70 móc xích. Cứ như vậy mà các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên nha các bạn. Các bạn chọn cái ô, ví dụ như mình chọn cái ô 56 này cho cái size 3 đến 6 tháng thì các bạn cứ lên như thế này cho mình. Ví dụ như cái này nè, các bạn có thể là 64 này nè, các bạn có thể là từ 6 đến 12 tháng luôn á. Cái số móc số xích này nè là các bạn có thể là dựa vào đây để tạo cho bé từ 6 đến 12 cũng được nữa. Hoặc là 70 nè. 70 này các bạn có thể là tạo cho bé là từ 12 đến 18 tháng cũng được nữa. Nếu mà các bạn thêm mũi ở cái phần nách nè, ở phần nách thì có thể sử dụng đến bé 24 tháng luôn ha. Các bạn sẽ sử dụng cái kim móc 4 này nè. Kim móc 4mm và cái kim và cái sợi len 2mm là các bạn cứ dựa theo đây nè. Như mình nói là các bạn sẽ làm được size là từ 12 đến 24 luôn. Ở dưới cái 70 này nếu mà các bạn móc lỏng tay một tí nha. Còn các bạn móc 76 thì nó khoảng cỡ trên 2 tuổi một xíu ha các bạn. Lỏng tay thì có thể là tới 3 tuổi. 84 nè là từ 3 đến 4 tuổi. Rồi, như thế là mình đã chia cho các bạn hết cái chỗ này rồi và các bạn cũng nắm được rồi ha. Các bạn thấy cái video này hữu ích, mình hướng dẫn cho các bạn kỹ càng như vậy á, thì các bạn nhớ nhấn cho mình một lượt thích và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký nha. Để sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những cái sản phẩm mà đẹp như thế này và mũi móc của chúng ta sẽ được chia rõ ràng cụ thể. Chúng ta sẽ không có cần phải lăn tăn việc chia mũi nữa ha các bạn. Các bạn sẽ không có cần comment là bao nhiêu tháng là sử dụng bao nhiêu mũi móc. Và ở đây các bạn có thể là chụp màn hình lại cho mình. Mình sẽ cho các bạn 3 giây để chụp màn hình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len, chúng ta sẽ khởi tạo móc xích nha các bạn. Ở đây với cái size này mình sẽ sử dụng là 62 móc xích. Các bạn sẽ khởi tạo cho mình số móc xích mà các bạn cần móc nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái số móc xích đó. Mình đã tạo xong 62 móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên thêm một móc xích nữa. Các bạn đếm cho mình nè. 1, 2, 3. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 3. Các bạn đâm kim vào trước đi. Hồi... cái áo khoác trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc mũi hạt đậu, hạt bắp và mũi chữ thập rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mũi kép xương cá nha. Mũi kép xương cá thì các bạn nó hơi khó một tí, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn để các bạn dễ hiểu hơn. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn mình nè. Thay vì là mình sẽ kéo len qua hai cái vòng len này để mình tạo móc xích á các bạn, thì bây giờ không, các bạn sẽ luồn cái vòng này nè qua bên một cái vòng len cho mình nha. Tức là khi kéo len qua là các bạn sẽ luồn qua một vòng này luôn. Rồi bây giờ các bạn lại luồn qua một vòng nữa, và còn hai vòng thì các bạn sẽ luồn qua hết luôn như thế này ha. Thì ở đây một móc xích mình gây nên, mình tính cho nó là một chân móc. Và ở đây
tổng cộng của mình được 2 chân móc rồi nha các bạn. Mình sẽ tạo 11 mũi móc kép xương cá. Đây, 11 mũi móc kép xương cá ở cái phần ngực trước này, ở bên ngực trái này. 11 móc xích, 11 chân móc nha các bạn. 11 mũi móc kép xương cá. Bây giờ đã được 2 rồi, chúng ta sẽ làm 9 mũi nữa. Các bạn quấn len một vòng, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua như thế này. Các bạn sẽ kéo len qua cái vòng này luôn nè. Và các bạn lại kéo len qua một vòng nữa. Nó sẽ được như thế này. Và các bạn sẽ kéo len qua hết hai vòng này. Rồi, tiếp tục các bạn lại quấn len, đâm kim. Các bạn lại nè, kéo len qua như thế này. Và các bạn lại kéo len qua một vòng. Sau đó là các bạn kéo len qua hai vòng. Bây giờ chúng ta đã được 4 chân móc như thế này rồi nè các bạn. Rồi, tiếp tục. Chân móc. Móc kép thứ 5. Thứ 6. Mình sẽ làm tới 11 móc kép xương cá. Nếu các bạn thấy cái mũi móc này khó, các bạn sẽ tập cho mình ở một các bạn sẽ dành ra một đoạn len để mà các bạn tập cái mũi móc này nha các bạn. Nó sẽ hơi khó cho những người mới móc cái mũi móc này, nhưng mà khi mà chúng ta đã làm xong á thì cái này khá là đẹp ha các bạn. Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi nè. Mười. Và mũi cuối cùng ở cái phần ngực trái nha các bạn. 11. Rồi, ở phần này chúng ta sẽ tạo một cái góc vuông. Và ở cái góc vuông này chúng ta sẽ tăng mũi ha các bạn. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Chân móc kế tiếp nè. Kéo len qua và làm một mũi móc kép xương cá, mũi thứ hai trong cái chân đó. Đây, kéo qua và kéo qua, mũi thứ ba. Khi các bạn tạo 3 mũi ở trong đây, chúng ta đã tạo được một cái góc vuông rồi nè. Chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình cái mũi ở giữa ha các bạn. Mũi thứ hai trong cái 3 mũi, 3 cái mũi móc kép này nè. Mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai. Đây. Cái chân móc này nè. Để một lát nữa lên hàng thứ hai chúng ta sẽ tăng mũi ngay chân cái chỗ mà chúng ta đánh dấu nha. Rồi bây giờ tới cái phần bên vai trái nè các bạn. 10 mũi bên vai trái, chúng ta sẽ làm 10 mũi nha. 10 mũi ở vai trái. 1 2 3 4 5 6 7 9 và mũi cuối cùng ở cái phần vai trái.
10. Và đây, mình sẽ tạo một cái góc vuông ở đây và mình cũng sẽ tăng mũi ha các bạn. Đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc 3 mũi móc kép xương cá cho mình. 1 2 3. Các bạn sẽ lấy kim đánh dấu. Các bạn đánh dấu vào cái chân móc thứ hai cho mình. 1 2. Tiếp tục bên cái sau lưng nè các bạn, cái phần lưng nè, 16 mũi. Chúng ta sẽ đếm nha. 1 mũi thứ hai, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 16 nè các bạn. Đây 16 nè. Móc một hồi hước luôn. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ tạo một cái góc vuông ở đây nha các bạn. À, đếm lại đi các bạn ơi. 2 4 6 8 10 12 14 16. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái góc vuông ở cái móc xích kế tiếp nha. Các bạn móc vào đây 3 mũi cho mình, 3 mũi móc kép xương cá cho mình. 1 2 3. Rồi các bạn cũng sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai á các bạn. Cái mũi móc kép ở giữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái vai bên phải nè, 10 mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mũi cuối, mười. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tạo một cái góc vuông cuối cùng nè các bạn. Tăng mũi ở chỗ này. Chúng ta sẽ móc cho móc kế tiếp 3 mũi móc kép xương cá. 1 2 3. Và các bạn cũng làm dấu ở cái chân móc thứ hai. 1 2. Làm dấu ở chân móc thứ hai nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn 11 nè các bạn. 11 mũi. Giờ chúng ta đếm ở đây đi. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Các bạn tạo cái móc xích đầu tiên á, các bạn đếm cho nó đúng á các bạn. Để thôi á. Mình dư mũi hay thiếu mũi rồi đó. Cái mình mắc công mình móc lại ngay từ đầu ha các bạn. Các bạn tập trung ở chỗ móc xích đầu tiên mà các bạn tạo. Và các bạn sẽ đếm mũi ba cái mũi móc xích mà hồi nãy mà mình làm cái mũi đầu tiên. Các bạn đâm kim kỹ kỹ cho mình. Chỗ đó mà đâm kim sai cái là nó sai hết trơn nguyên cái hàng luôn rồi mình phải móc lại. Giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Cái áo này nè cũng sẽ là khá đơn giản à các bạn. Mình sẽ cố gắng truyền tải làm sao mà cho các bạn dễ hiểu nhất ha. Chỉ khó cái lúc ban đầu mà các bạn tạo cái mũi móc cá xương cá này nè. Mình không có quen á. Mình bị cứng tay đúng không các bạn? Rồi. Ở đây mình đã tạo xong như thế này. Chúng ta đã được một cái form như thế này rồi nè. Cho các bạn xem nè. Nè các bạn, quát nữa nè, cái bề này nè, bề phải của chúng ta luôn nè, nó ốp vô như vậy luôn, rồi chúng ta gài nút thôi. Chúng ta sẽ không có cần phải viền để mà chúng ta tạo nút nữa, là mình tạo nút ở trong những cái hàng này luôn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi các bạn sẽ lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một móc xích nè, quay ngược đầu móc lại. Quấn len đâm kim vào cái chân móc đầu tiên và tạo cho mình nè. Nếu mà cái này á nó khó các bạn quay ngược lại cho mình như vậy nè, cái chân móc đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn tạo một mũi móc cá xương cá kiểu đó cho mình, nhưng mà các bạn sẽ tạo ở chân móc đầu tiên thôi nha. Nếu mà các bạn thấy nó khó ở chân móc đầu tiên á, các bạn không nên là sử dụng cái mẹo này ở những cái chân móc ở đây, nó sẽ không có, nó không có gọn á các bạn, nó không có đẹp. Mình đã thử qua rồi cho nên là các bạn sẽ để ý cái khúc đó cho mình nha. Rồi bây giờ mỗi chân móc các bạn móc một mũi móc kép xương cá cho tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu á, thì chúng ta sẽ gỡ cái kim đánh dấu ra và chúng ta sẽ móc ba mũi móc kép ở đó, ba mũi móc kép xương cá ở tại cái điểm đánh dấu đó, và chúng ta cũng sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai, chân móc nằm giữa. Để lên hàng thứ ba chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ mà chúng ta đánh dấu. Mỗi cái kim đánh dấu đó là những cái điểm tăng mũi ở các hàng của mình. Các bạn nhớ đánh dấu lại kỹ càng cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Móc vào đây ba mũi móc kép xương cá cho mình. 1 2 3. Rồi. Các bạn lấy kim. Lấy kim đánh dấu, đâm kim vào cái chân móc thứ hai. Rồi, bây giờ những cái chân móc còn lại, các bạn lại móc những mũi móc kép xương cá như bình thường. Rồi tới cái điểm đánh dấu thì chúng ta sẽ gỡ kim đánh dấu ra và chúng ta sẽ tạo 3 mũi. Chúng ta sẽ đánh dấu lại cái mũi ở giữa và chúng ta làm tương tự cho tới cuối hàng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cái điểm gần cuối nha các bạn. Đây, các bạn nhớ là mình có một cái chân móc ở phía dưới này nè nghe.
Các bạn đừng quên nha, hồi nãy mình đếm cái này là 1 nè, và mình cũng sẽ móc vào cái trong móc này. Đây các bạn, chúng ta còn 3 chân móc ở cái hàng cuối nè các bạn. Chúng ta cũng làm mỗi chân móc là một mũi móc kép xương cá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên. À, còn một cái chân móc ở phía dưới này nữa nè các bạn. Quên nè. Đây, còn một chân móc phía dưới này. Cái chân móc xích mà hồi nãy chúng ta tạo chúng ta khởi điểm á. Rồi, chúng ta cũng sẽ tạo một mũi móc kép xương cá luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ ba. Ở cuối hàng thứ ba chúng ta sẽ tạo nút nha các bạn. Rồi, các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ nhất nha. Đâm kim vào chân móc thứ nhất. Các bạn đèn như vậy cho mình đi, cho nó dễ. Tại vì mình lên một móc xích á, cái độ dài nó khó. Rồi các bạn tạo một mũi móc kép xương cá cho mình. Rồi đến đây, các bạn cũng sẽ móc những cái mũi móc kép xương cá đến những cái điểm mà chúng ta đánh dấu nè. Chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ này, cứ móc 3 mũi móc kép rồi chúng móc kép xương cá, rồi chúng ta sẽ đánh dấu ở cái mũi thứ hai ha, mũi ở chính giữa. Và các bạn móc đến cuối hàng chừa ra 5 chân móc cho mình đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nha. Gần cuối hàng thứ ba rồi nè các bạn, thì ở đây còn vài chân móc nè, 1 2 3 4 5. Thì bây giờ mình sẽ móc thêm hai cái chân móc mũi xương cá nữa. Rồi, ở cái chân móc này nè, chúng ta sẽ chừa ra để chúng ta cài nút nha các bạn. Móc lên cho mình một móc xích, bỏ qua cái chân móc ở dưới này, làm một mũi xương cá ở cái chân móc kế tiếp. Rồi, cái chân cuối cùng nè, chúng ta cũng sẽ tạo một mũi móc kép xương cá. Bây giờ cái lỗ này đủ để gài nút rồi nè các bạn, mình gài nút to nha. Rồi ở đây các bạn sẽ lên hàng thứ tư cho mình, và các bạn cũng sẽ để ý cho mình, cứ 4 hàng thì mình sẽ tạo nút một lần, và các bạn sẽ tạo cùng dãy với cái nút này nha các bạn. Ở mũi móc thứ ba này nè, các bạn sẽ cứ 4 hàng nữa thì tới cái hàng thứ năm các bạn sẽ tạo cho mình một cái cài nút trung hàng dưới bên đây này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ ba, quay ngược đầu móc lại, cũng tạo vào cái chân móc đầu tiên á, cũng tạo vào cái chân móc đầu tiên này cho mình một mũi móc kép xương cá. Rồi, và cái mũi này mình làm hơi lỏng tay quá này, để mình làm lại nha. Rồi quay ngược đầu móc lại, rồi chúng ta sẽ tạo một mũi móc kép xương cá kiểu như thế này để cho nó nhanh gọn. Các bạn nếu mà làm được cái mấy mũi trong đây nè thì các bạn cứ làm nha. Tại vì mình cái mũi đầu á, mình ưa khó cái mũi đầu á, cái mình chế nó như vậy á. Rồi bây giờ trong cái chỗ lỗ tạo nút nè, các bạn sẽ móc vào cái lỗ này luôn nha. Móc một mũi móc kép xương cá. Rồi, chân móc kế bên các bạn cũng sẽ móc mũi móc kép xương cá. Và các bạn cũng sẽ móc tương tự cho mình đến cuối hàng. Những cái chỗ nào mà đánh dấu á, thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình nha. Rồi, chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc xong hết cái hàng thứ tư rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái hàng kế tiếp nha. Thì ở đây, khi mà chúng ta
lật ngược lại như vậy nè, và chúng ta sẽ được cái cổ áo và cái phần một phần của vai nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ để ý tới cái thông số là cái ách á các bạn. Cái ách nè là cái phần này nè, đây là cái phần này, như vậy thì là cái phần này của chúng ta, phần này chúng ta sẽ đo cái phần này ha. Ví dụ như ở đây mình móc được 5cm rồi, ở cái size của mình 3 đến 6 tháng, cái phần cái ách nè là 11, mình sẽ móc thêm 6cm nữa thì mình sẽ tăng, mình sẽ móc thêm vài hàng nữa. Khi nào mà đạt được cái độ dài từ đây tới đây là 11cm thì mình sẽ ngưng, mình sẽ xuống tới cái phần chỗ này nữa ha các bạn. Rồi mình sẽ xuống tới cái phần chiếc nách nè, và mình sẽ tạo cái phần nách xong rồi mình sẽ móc tới cái phần này nữa đây. Rồi bây giờ size của các bạn là cái ách là bao nhiêu thì các bạn sẽ móc đến bấy nhiêu cm cho mình nha, và chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái ách. Và các bạn mình chắc chắn là mình sẽ xong trước các bạn rồi, và tới đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nha. Mình đã móc tới cái đoạn này rồi nè các bạn, và mình đo thử á, cái ách của mình á đang là 10cm, thì mình sẽ chiết cái phần nách một hàng nữa, thì ở cái hàng này nữa cộng vào thì sẽ tầm là 11cm đó các bạn. Thì ở đây nè, cái ách của mình là 11cm nè, và mình sẽ làm thêm cái phần chiết nách nữa nha. Rồi các bạn đừng quên tạo nút nha các bạn. 4 hàng của mình nè, đây là một hàng mình tạo nút nè, xong rồi tới 4 hàng, cái hàng thứ 5 mình tạo một nút nữa song song với cái nút này ha các bạn. Thì khi mà chúng ta cài nút thì chúng ta cứ cài kiểu này thôi, đây cài nút đơn giản ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo cái phần vòng ngực á các bạn. Thì vòng ngực bé là 3 đến 6 tháng nè là 44, thì mình sẽ trừ hao cho bé là tầm 4 đến 6 cm ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo thử cái chỗ phần này là bao nhiêu cm nè. Mình đo phần sau lưng nè, mình nhân 2 ra là nó sẽ ra cái vòng ngực nha. Đo từ cái điểm này nè tới cái điểm này, đây tới cái điểm đánh dấu nè, thì đang là 24cm, nhân 2 lên là chúng ta đã được 48cm rồi đó các bạn. Ở đây là 44 nè, vậy là chúng ta đã đạt được 48, đã đạt được 48 ha. Như vậy thì mình đã trừ hao xong cái phần đó rồi, nhưng mà ở cái phần nách á, mình sẽ thêm mỗi bên một mũi ở phần nách để mà chúng ta móc cho nó dễ nha. Thì mỗi bên mình thêm 2 mũi nữa thì nó tương ứng với khoảng hơn 0.5cm đó các bạn. Hơn 0.5cm, như vậy thì đồ của chúng ta sẽ là khoảng 48.5cm nha. 48.5, 49 gì cũng được hết. Các bạn có thể là thêm mỗi bên 2 mũi cũng được, và mỗi bên một mũi gì cũng được ha. Và ở đây còn cái mũi cuối cùng nè, mình móc luôn. Nãy giờ là mình móc được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hàng á các bạn. Thì tùy theo mà các bạn móc ha. Có người thì móc sẽ lớn hơn cái số 8 này, lớn hơn cái số 8 này đã đạt được rồi, nhỏ hơn cái số 8 hàng này là đã đạt được cái ách rồi. Tùy tay thợ móc lỏng hay chặt tay thôi rồi các bạn. Các bạn móc thì các bạn đo lên ha. Rồi ở đây các bạn móc lên cho mình một móc xích nè, quay ngược đầu móc lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm mỗi chân móc là một mũi móc kép xương cá.
đầu tiên của mình. Rồi mũi thứ hai. Làm tương tự đến cái chỗ đánh dấu đầu tiên á các bạn. Mình sẽ làm cái hàng này và sẽ đạt được cái ách mà mình mong muốn, 11 cm. Chúng ta sẽ làm tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu đầu tiên. Rồi tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu đầu tiên rồi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái móc này ra ha. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép xương cá nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một móc xích. Ví dụ như các bạn á, hồi nãy mình đo cái chỗ sau lưng á, nếu mà các bạn thiếu bao nhiêu thì các bạn cứ lấy thước dây á, lấy thước các bạn đo cái số mũi móc mà các bạn thiếu. Ví dụ như các bạn thiếu 2 cm thì các bạn dựa vào đây nè, các bạn đếm mũi nó thiếu bao nhiêu mũi á, thì mình chia ra làm hai để mà mình cộng vào ở chỗ hai bên nách nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn đủ á, thì sẽ làm giống mình. Rồi ở đây khi mà các bạn móc lên một móc xích á, các bạn cũng sẽ di chuyển vào cái chỗ mà kim móc này nè, móc cho mình một mũi móc kép xương cá nha, chỗ cái phần đánh dấu thứ hai á các bạn, thì chúng ta cũng móc một mũi móc kép xương cá. Và để mình tháo cái này ra đi cho nó dễ. Để cái này nó to quá nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một mũi móc kép xương cá nha các bạn. Kéo nó qua cho nó cái lỗ nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ là chúng ta đã nối được, chúng ta đã nối xong rồi nè, xong một cái phần nách bên đây ha các bạn. Nó xong một điểm rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc những cái chân móc còn lại á, là những mũi móc kép xương cá. Mỗi chân móc móc một mũi móc kép xương cá, móc cho tới đầu bên đây cho mình nha, tới cái điểm này, tới cái điểm thứ ba. Rồi mình đã móc tới cái kim móc ở phía hàng thứ ba các bạn, phía chỗ góc vuông thứ ba. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra nè, và các bạn cũng móc vào đây một mũi móc móc kép xương cá, và các bạn lại lên một móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này. Vào chân móc này. Rồi chúng ta sẽ kéo len qua một vòng, sau đó kéo len qua một vòng và kéo len qua hai vòng. Và chúng ta đã nối được một bên nách nữa rồi nè. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc kép xương cá.
tới cuối hang luôn nha các bạn. Cái điểm mà mình tạo nút nè các bạn, thì mình cũng sẽ móc vô cái ô trống đó đó. Nè, cái ô trống này nè, một mũi móc kép xương cá nha. Và còn hai mũi ở cuối hang, chúng ta cũng sẽ móc luôn vào đây. Rồi xong, móc lên một móc xích trước nha các bạn. Chúng ta đã được một cái form như thế này, form áo khoác như thế này ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo lại cái ách của chúng ta nè. Mười một luôn nè các bạn, nè đúng là 11 luôn ha. Tính chỗ điểm này, từ điểm này cho tới điểm này là 11 nè. Rồi bây giờ thì chúng ta móc cái hàng tiếp theo á, là mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép xương cá. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn tạo cho mình một mũi móc kép xương cá nha. Nếu khó quá các bạn lại xoay ở phía sau, lồn kim qua cái chân giữa nè, rồi các bạn cố định lại và móc cho mình. Rồi cái mũi thứ hai và làm cho tới cái chỗ phần nách đầu tiên nè, mình sẽ gặp lại các bạn ha. Đây, mình đã móc tới cái phần chiếc nách rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ móc vào đây một mũi móc kép xương cá nè, vào đây một mũi. Rồi cái mũi móc xích mà chúng ta gây nên nè các bạn, chúng ta cũng sẽ đâm kim vào đây và chúng ta móc một mũi móc kép xương cá nha. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn lại móc cho mình, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép xương cá. Các bạn không tự ý đổi mũi móc kép xương cá này bằng mũi móc kép nha các bạn, tại vì cái phần ở phía sau này nè, đây nè, nó cần một nhánh ở ngoài á. Một lát nữa khi mà móc tới thì mình sẽ nói rõ cái chi tiết ấy. Các bạn không nên là chuyển từ cái mũi móc kép xương cá này bằng mũi móc kép nha. Nè các bạn, một lát nữa chúng ta sẽ móc vào cái nhánh này nè, đó, cái nhánh này nè, ở cái phần nhúng á, phần ở phía sau á. Rồi bây giờ các bạn móc cho mình tương tự mỗi mũi, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép xương cá cho tới chân bên đây. Thì ở đây có một móc xích nè, các bạn cũng sẽ làm cho mình một mũi luôn nha. Rồi móc đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa cho tới đạt cái đạt cái từ phần vai xuống tới cái phần dưới ngực đó các bạn. Nè, từ phần vai nè xuống phía dưới ngực nè, cái size của mình nè là 17.5 á. Thì bây giờ mình đo thử coi bên đây nè. Nếu mà móc hết cái hàng này á, bên đây á, thì mình đạt được nhiêu rồi, 12.5 rồi nè các bạn. Ở đây là mình móc được 12.5, thì mình sẽ móc khoảng 5 cm nữa ha, 5 cm nữa. Nhưng mà có một cái này nè các bạn, khi mà các bạn móc tới cái độ dài mà từ vai xuống phía dưới ngực á, nếu mà có cộng trừ gì 0.5 cm á thì các bạn cũng kệ nữa nha. Nếu mà thiếu hay là dư gì đó cũng kệ, nhưng mà dừng cho mình ở cái hàng mặt phải giùm mình nha. Hàng mà cái hàng nút nè, cái nút của mình nè, nằm lên trên á,
dừng ở cái hàng này cho mình nè, để mà khi mà mình móc cái phần này nè để được đúng hơn ha các bạn. Dừng cho mình ở cái hàng này nè, đó cái hàng mà tương tự như là mình đang móc nè các bạn. Đó, dừng cho mình ở cái hàng này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái tới độ dài mà chúng ta mong muốn, từng size khác nhau và có cái độ dài khác nhau. Và khi mà các bạn mà móc cái này nè đến cuối hàng thì cái len á nó nằm ở phía bên đây nè, cái len này nè nha, nó nằm ở phía bên đây thì là ok nha các bạn. Ví dụ như của mình nè, đạt tới 17 là đúng cái hàng này rồi á, thì mình sẽ dừng lại tại cái điểm đó. Và nếu mà các bạn thì các bạn cũng sẽ tương tự như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cái đoạn này nha các bạn. Mình đã móc xong từ phần vai đến cái phần ở phía dưới ngực này các bạn. Và mình dừng lại ở chỗ cái hàng mà mình đã hướng dẫn cho các bạn đó. Cái phần len nó nằm ở bên bên đây nè, bên phía bên bên trái á. Thì đây, cái phần cài nút của chúng ta nằm ở phía bên phải nè. Và mình sẽ đo thử coi cái này đã đạt được cái số cm là bao nhiêu. Này các bạn, nó là khoảng 17 nè ha, 17 cm. Thì ở cái size của mình á, chúng ta sẽ cần 17.5. Thì hồi nãy mình đã nói là cộng trừ 0,5 cm cũng vẫn được ha các bạn. Chủ yếu là mình đúng hàng này là được nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cái mũi móc ở cái hàng cuối cùng này cho mình nha. Đếm cái mũi móc ở hàng cuối cùng này cho mình. Và mình đếm cái hàng cuối cùng này của mình á là 76 móc xích á. Mình sẽ lấy hai cái kim đánh dấu nè. Mình đánh dấu vào cái móc xích thứ 38 là nằm ở giữa các bạn, 38 với 37 nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đánh dấu cho mình ở đây ha. Sau đó là các bạn dời mỗi cái kim đánh dấu này nè ra một móc xích nữa cho mình. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra, mình sẽ dời cái kim bên đây nè qua cái kim bên đây. Thì các bạn cứ cái số móc xích của các bạn sẽ, cái số chân móc của các bạn sẽ khác mình, nên các bạn cũng sẽ chia làm hai cho mình để chúng ta đánh dấu được cái vùng trung tâm để mà chúng ta làm cái phần nhúng nha các bạn. Rồi cái móc xích bên đây mình cũng dời ra một móc xích, cái chân móc chứ nãy giờ mình nói nhầm móc xích hoài. Rồi bây giờ vùng trung tâm của chúng ta đếm từ cái kim đánh dấu 1, 2, 3, 4, mình sẽ chừa lại 4 cái chân móc như thế này ha các bạn. Rồi từ cái chân móc này nè mình sẽ đếm lùi lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì cái phần nhúng của các bạn có thể là làm ngắn hơn một chút ở cái đoạn là 6 cũng được nữa, 6 hoặc là 9 ha. Thì nếu mà các bạn muốn nhúng nhiều thì các bạn sẽ làm 9, và muốn nhúng ít hơn thì các bạn sẽ làm 6. Rồi 2, 4, 6, 8, 9 nè, chúng ta sẽ lấy kim đánh dấu, chúng ta đánh dấu lại. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự, đếm cái mũi chân móc kế bên nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chân móc kế bên này. Rồi bây giờ chúng ta đã chia mũi xong thì các bạn lấy cái kim móc cho mình. Bây giờ mình sẽ móc nha các bạn. À các bạn nhớ là chia cài nút cho đúng nha. Để thôi quên á, cái mình tháo ra mình móc mình cài nút lại mất công nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len ha. Lên một móc xích đi các bạn. Nè. Quay ngược đầu móc lại.
Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình một mũi móc kép xương cá. Nếu mà không quen thì chúng ta sẽ lòn nha. Rồi, bây giờ mở cái chân móc, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép xương cá cho tới cái điểm đánh dấu đầu tiên mà chúng ta gặp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái điểm đầu tiên này nha các bạn. Tại đây thì chúng ta đã gặp cái chân móc chúng ta đánh dấu. Thì ở cái chân móc chúng ta đánh dấu, các bạn thấy là nó có hai nhánh như thế này, nhánh trong bên đây và cái nhánh ngoài nha các bạn. Hồi nãy mình chừa ra 9 mũi chỗ này, thì một cụm của cái phần dúng là sẽ là 3 chân móc. Chừa lại 9 chân móc nè. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì 3 chân móc này sẽ là một cụm, 3 chân móc này là một cụm, 3 chân móc này là một cụm ha. Và mình sẽ tìm kiếm những cái dây này nè, để mà mình móc vào nữa nha các bạn. Nè, những cái dây này, 1 dây nè, 2 dây, 3 dây. Vì sao mà mình không có nói các bạn là không có dùng mũi móc kép bình thường á, là ở chỗ này. Tháo cái kim đánh dấu đầu tiên ra, chúng ta sẽ làm cái nhánh trong trước, rồi tới nhánh ngoài và tới cái phần dây nha các bạn. Rồi, đâm kim vào nhánh trong, các bạn móc cho mình một mũi móc kép xương cá. Một nhánh trong nha. Hai, ba. Rồi bây giờ các bạn xoay ngược đầu móc lại, chúng ta sẽ còn ba cái nhánh ngoài nè các bạn. Nè, 1 2 3. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào ba cái nhánh ngoài đó, mỗi nhánh là một mũi móc kép xương cá, đâm kim từ dưới lên nha các bạn. 1. Đây, đâm từ dưới lên như vậy nè, chứ đừng có đâm kim từ này vô nha. 2. Còn một mũi cuối cùng nè. 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược đầu móc lại. Các bạn quấn len cho mình, chúng ta sẽ tìm kiếm nhánh đầu tiên của chúng ta, nó nằm ở đây ha. Các bạn kéo len qua, tạo cho mình một mũi móc kép xương cá như bình thường, quấn len lại tìm kiếm, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây nè các bạn. Rồi các bạn lại kéo len qua và móc cho mình một mũi móc kép xương cá, một dây cuối cùng ở cái cụm 3 mũi này. Đây các bạn tìm đi là sẽ thấy à. Rồi bây giờ chúng ta đã xong được một cái cụm dúng như thế này nè các bạn. Cái phần dúng ở phía sau này mà mình thấy ở đầu video đó. Rồi bây giờ chúng ta lại làm tiếp cái cụm 3 mũi nữa. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân, cái nhánh bên trong này trước nè, sau đó là tới nhánh bên ngoài và tới cái phần dây trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc nha các bạn. Đâm kim, móc cái mũi đầu tiên này nè, nó hơi khó cái phần đây, để mình làm dấu cái các bạn ơi. Nè, làm dấu cái chân này cái đi. Trơn quá. Trời ơi, làm dấu xong nó vẫn y nguyên. Rồi đây, các bạn tạo cho mình một mũi móc kép xương cá nha. 1.
Rồi cái thứ hai này nè, nó sẽ dễ nè. Đó. À, lúc nào cái chân đầu tiên nó cũng khó hết trơn. Rồi các bạn tạo 3 mũi liên tục là cái nhánh trong. Sau đó các bạn quay ngược đầu móc lại. Rồi bây giờ nè các bạn, cái nhánh ngoài nè, 1 2. À đây chứ. 1 2 3 ha. Nhánh ngoài của chúng ta nó nằm ở đây. Đó. Cái mũi đầu tiên nó lại khó nữa nè các bạn. À, cái mũi thứ hai cái nó dễ liền. Rồi, 1. À, cái mũi thứ hai nè, cái mình chỉ cần đâm kim từ dưới lên thôi. Đó. Xong. 2. Ba, các bạn quay ngược đầu móc lại. Bây giờ chúng ta đâm kim vào những cái chân móc ở phía ngoài này. À, cái nhánh bên ngoài này, đây cái nhánh đầu tiên. Một. Rồi các bạn quay ngược đầu móc lại. Chúng ta quấn len. Và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái điểm mà chúng ta cần móc. Đây. Cái dây này. Các bạn lại móc một mũi, móc kép xương cá. Tiếp tục. Các bạn lại móc một mũi móc kép xương cá. Và tiếp tục cái mũi cuối cùng. Đây, mũi này. Rồi, bây giờ còn 1 2 3, ba cái chân móc này, chúng ta cũng sẽ móc ở cái chân phía ngoài trước. Rút kinh nghiệm đợt 1 ha các bạn. Để cho nó lên trước đi. Quấn len. Đâm kim móc vào cái chân móc này. Rồi. Chúng ta sẽ tạo một mũi móc kép xương cá. 1. Bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược đầu móc lại. Chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Đây, chân móc này nè. Rồi chúng ta sẽ về một mũi móc kép xương cá 1 nè. 2. Mũi cuối cùng. 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược đầu móc lại. Quấn len sẵn. Chúng ta lại tìm kiếm nhánh đầu tiên. Đây nè các bạn. Nhánh đầu tiên. Chúng ta kéo len. Tạo một mũi. 1. Tìm kiếm. Tạo một mũi. Và tìm kiếm nhánh cuối cùng của chúng ta. Đây. Còn hơn cá mè dinh nữa các bạn ơi. Sương quá trời. Rồi, bây giờ tới cái điểm 4 chân móc ở chỗ vùng trung tâm của chúng ta. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ 1, 2 ha các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ chia nó thành 1, 2, 1, 2 nha.
Gỡ cái kim đánh dấu này ra. Ở phía hai chân bên đây tính từ qua thì mình sẽ móc tương tự như gì, một lát á, từ hai cái chân này tới cái chỗ điểm này chúng ta sẽ móc khác một xíu. Rồi các bạn cũng quấn len, đâm kim vào cái nhánh bên trong á. Thua ha, mình sẽ để nó trước, quấn len. Tuyên bố thua luôn rồi đó các bạn. Một à, cái chân thứ hai cái nó dễ nè, tại vì lúc đầu á nó nên ngược đường với mình. Hai, các bạn xoay ngược đầu móc lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh này nè, đây, đâm kim từ dưới lên. Rồi chúng ta sẽ tạo một mũi, móc kép xương cá, một nhánh cuối cùng nè. Rồi chúng ta lại tìm kiếm cái dây mà chúng ta cần phải móc, quấn len. Dây đây. Một. Hai nè. Rồi, bây giờ chúng ta đã được những cái gấp khúc như thế này. Nó gợn sóng á các bạn. Đó. Như vậy của mình ha. Rồi bây giờ tới cái vùng hai cái mũi phía bên này thì chúng ta móc như thế nào. Toàn bộ cái nhánh bên này nè, chúng ta sẽ móc ở phía bên trong trước. Chúng ta sẽ móc cái dây bên trong trước nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái dây này cho mình và móc một mũi, móc kép xương cá. Tiếp tục đây, đâm kim vào cái dây đó, móc một mũi, móc kép xương cá. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra, xoay ngược đầu móc lại. Hai mũi đúng không các bạn? Là mũi này nè, mũi này với mũi này. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh bên trong của mình á, nhánh này nè, móc một mũi, móc kép xương cá. Một mũi cuối cùng của cái vùng trung tâm. Hai. Rồi đây thì chúng ta phải kết thúc cái nhánh này luôn, cái nhánh bên ngoài này nè, đâm kim cho nó lên. Rồi, một, hai. Rồi thế là chúng ta đã xong cái chỗ này. Tiếp tục các bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm cái nhánh mà chúng ta cần móc. Đây, nhánh này. Móc 3 cụm á các bạn, 9 nè. 9 chia cho 3 ha. Là mình sẽ móc 3 cụm. 1 2 nè. Rồi. 3.
Rồi. Rồi ba. Kéo qua và tạo một mũi móc kép xương cá. Quay ngược đầu móc lại. Chúng ta gần xong cái chỗ khó nhất rồi các bạn. Nè, đâm kim vào cái nhánh trong người mình á. Tạo một mũi móc kép xương cá. Lòn qua à, bị tua len chỗ này rồi. Một. Hai. Mũi cưới ở cái cụm đầu tiên bên đây. Ba. Rồi. Chúng ta lại hoàn thành cái nhánh bên ngoài còn lại nè các bạn. Cái nhánh này nè. Đâm kim từ dưới lên nha. Kéo len qua. Và tạo cho mình một mũi móc kép xương cá. Một mũi. Và một mũi. Chúng ta lại tìm kiếm cái dây bên trong. Đây. Tìm được rồi. Một. Hai. Ba. Rồi. Chúng ta còn lại là 1, 2, 3. À, đúng rồi ha các bạn. Quay ngược đầu móc lại. Đây. Đâm kim. Và cái nhánh bên trong này chúng ta làm nè các bạn. Đâm kim vào nhánh bên trong và tạo cho mình một mũi móc kép xương cá. Tiếp tục lại đâm kim vào nhánh bên trong, tạo cho mình. Rồi, cái này cũng là nhánh bên trong. Rồi, quay ngược đầu móc lại. Chúng ta cũng sẽ đâm kim và móc vào cái dây bên ngoài á. Một mũi móc kép xương cá. Một nè. Hai. Ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn ba chân móc còn lại. Chúng ta cũng sẽ tìm kiếm cái dây mà chúng ta cần móc. Đây, một dây của mình. Dây thứ hai. Dây thứ ba. Ngay chỗ kim đánh dấu á các bạn. Và các bạn cũng sẽ gỡ kim đánh dấu ra cho mình. Chúc mừng các bạn nha. Rồi, chúng ta quấn len nè, xoay ngược đầu móc lại. Lại đâm kim vào cái nhánh bên trong này. Đây. Đâm kim vào cái nhánh bên trong ha. Ở đây nè. Nhánh bên trong này chứ. Rồi. Các bạn kéo len qua. Tạo cho mình một mũi móc kép xương cá. Mũi thứ hai. Rồi. Mũi thứ ba. Rồi, một lượt về cuối cùng nè các bạn ơi. Lượt về của chúng ta.
1 2 3. Rồi bây giờ các bạn làm cho mình mỗi cái chân móc còn lại, các bạn móc cho mình giống y hệt cái hàng hàng bên đây nè. Nè, hàng bên đây. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép xương cá cho tới cuối hàng. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Chúng ta đã móc đến cuối hàng. Và ở cái phần giữa các bạn, cái phần nhúng nè, chúng ta đã tạo được cái độ xoăn lại. Và bây giờ mình sẽ dùng kim đánh dấu nha các bạn. Mình sẽ đánh dấu lại cái phần mà cái điểm mà giữa cái vòng này nè, những cái vòng này nè, ví dụ như cái này là nhánh này và cái nhánh này, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào cái điểm ở giữa nó, để mà một lát nữa chúng ta sẽ tăng mũi á, để cho cái áo khoác dáng váy này nè, áo khoác tiểu thư này nó sẽ xòe ra một cách tự nhiên hơn ha các bạn. Và chúng ta cũng sẽ tăng một vài hàng thôi. Rồi, ở chỗ giao nhau giữa cái hai cái mảnh này thì nó nằm ở đây. Rồi chúng ta đánh dấu nó lại. Rồi tiếp tục giao nhau giữa mảnh này và mảnh này là cái điểm này. Chúng ta đánh dấu lại. Rồi tới cái điểm này chúng ta sẽ đánh dấu. Cái điểm ở giữa nó là chỗ này. Rồi, bây giờ cái điểm đánh dấu của chúng ta ở phía bên này thì chúng ta sẽ đánh dấu chỗ này nè các bạn. Đánh dấu cái điểm giao nhau ở giữa là được rồi các bạn. Đây, điểm giao nhau của nó nè. Nè, nó nằm ở trong đây nè. Chúng ta tìm kiếm nó. Rồi bây giờ tìm kiếm tiếp tục, nó lại nằm ở phía trong nè. Chúng ta tăng mũi khoảng 3 hàng ha các bạn, ở chỗ cái điểm này. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng mũi cái chỗ này nữa nè. Đây là cái hàng thứ nhất của mình mà mình sẽ quy định nó ha. Hàng thứ nhất của mình từ đây nè cho tới qua đây luôn là hàng thứ nhất. Chúng ta sẽ tăng mũi ở cái hàng thứ hai, tính từ cái hàng này. Các bạn sẽ tăng mũi ở phía dưới cánh tay cho mình nè. Bây giờ chúng ta đặt cái điểm phía dưới cánh tay này là vùng trung tâm, thì các bạn sẽ tăng ở đây một mũi nè, và ở kế bên đây một mũi. Sẽ tăng mũi ở cái hàng thứ hai nha các bạn. Ví dụ như ở đây là hàng 1, hàng 2, hàng 1, hàng 2. Hàng nào chúng ta tăng mũi, chúng ta sẽ lấy kim đánh dấu, chúng ta sẽ đánh dấu vào cái hàng đó. Và cách một hàng không tăng tới một hàng tăng, chúng ta sẽ làm như vậy cho tới hết cái chiều dài của cái thân áo khoác này luôn. Và bên đây cũng sẽ tương tự nè. Từ cái phần nách này, các bạn cũng sẽ tăng mũi bên đây cho mình một mũi, bên đây cho mình một mũi ha. Ở hàng 2 á nha các bạn, cứ là hàng 2 tăng mũi xong rồi á, các bạn đánh dấu lại cái hàng số 2 này cách một hàng, và cái hàng tăng mũi là cái hàng kế tiếp 1 2 1 2 1 2 cho mình nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép xương cá cho mình. Ở bên đây 2 mũi móc kép xương cá, bên đây 2 mũi móc kép xương cá, tức là 2 mũi cùng một chân nha. Rồi, những cái điểm mà mình đánh dấu, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi móc kép xương cá cùng một chân móc ở đây. Và ta đánh dấu ở cái chân móc thứ hai để chúng ta sẽ lên hàng 2 và hàng 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Chúng ta làm khúc này xong á thì mình sẽ kết thúc cái phần 1 này ở đây nha các bạn. Và cái phần 2 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên cái phần nón và viền lại. Rồi móc cánh tay nữa là xong nha các bạn. Mấy cái đó thì nó đơn giản nha. Rồi bây giờ các bạn quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, tạo cho mình một mũi móc kép xương cá. Hàng thứ hai cũng vậy. Rồi, ở chỗ cái giao nhau chỗ cái phần nách nè, chúng ta sẽ tăng ở đây một mũi ha các bạn. Rồi tăng ở đây một mũi nữa nha.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta làm xong cái phần đó. Đây các bạn, ở phía bên đây mình đã tăng một mũi vào cái chỗ này nè. Và bây giờ cái chỗ chân móc này mình cũng sẽ tăng một mũi vào đây. Rồi các bạn có thể lấy cái kim đánh dấu nè, các bạn sẽ đánh dấu lại cái hàng này là các bạn đã tăng mũi, thì cái hàng kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi, cái hàng kế tiếp nữa thì các bạn sẽ tăng mũi ha. Tăng mũi hai bên như vậy nha các bạn. Bên đây chúng ta tăng mũi thì chúng ta cũng sẽ tăng tương tự như bên đây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những mũi móc kép xương cá đến cái điểm đánh dấu đầu tiên của chúng ta. Mỗi mũi móc chúng ta sẽ móc một mũi. Một này. Rồi những cái chân móc này nè, có chân móc thì các bạn cứ móc nha, chúng ta sẽ móc đều. Rồi cái chân móc đánh dấu này các bạn, chúng ta sẽ tạm gỡ nó ra ha. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép xương cá vào đây. Một, hai. Đánh dấu lại cái mũi thứ hai á các bạn, cái chân móc thứ hai á. Rồi bây giờ lại móc kế bên đây nè, có cái chân móc nè, mình sẽ móc mũi móc kép xương cá. Rồi những cái chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ móc cho mình. Tới cái điểm mà mình đánh dấu, các bạn lại gỡ kim đánh dấu ra và móc vào đó hai mũi móc kép xương cá. Rồi các bạn lại đánh dấu vào cái chân móc thứ hai á. Gần tới cái điểm đánh dấu thứ hai của mình rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm gỡ nó ra nha các bạn. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép. Một, hai. Rồi chúng ta sẽ đánh dấu lại. Rồi các bạn sẽ làm tương tự cho mình những cái chân móc còn lại. Tới cái điểm chúng ta đánh dấu thì chúng ta sẽ móc hai mũi ha, và các bạn sẽ tăng ở đây một mũi cho mình nè, là móc hai mũi móc kép xương cá cùng một chân. Bên đây các bạn móc hai mũi móc kép xương cá cùng một chân nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái hàng này, và mình sẽ gặp lại khi mà chúng ta móc hết cái hàng này và đi đến cái điểm đầu tiên này ở cái hàng tiếp theo. Và cái hàng này, cái hàng tiếp theo nữa là chúng ta sẽ không tăng mũi ha các bạn. Đây các bạn, hồi nãy là mình đã kết hàng rồi ở cái từ cái đường này đi qua, và mình lên hàng kế tiếp nữa nè. Và cái hàng này là mình sẽ không có tăng mũi ở chỗ này ha, mình sẽ đi thẳng qua đây luôn. Tới cái điểm đánh dấu thì mình sẽ móc hai mũi móc kép xương cá vào đây, rồi chúng ta sẽ móc tới cái đầu bên đây. Rồi chúng ta sẽ lên hàng tiếp theo. Thì cái hàng tiếp theo chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ này nè, và chỗ này, và những cái chỗ này chúng ta cũng sẽ tăng mũi. Và để kết thúc cái sự tăng mũi ở chỗ những cái kim đánh dấu này ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào chỗ này còn một mũi nè, mình sẽ móc cái một nè, rồi ở đây là hai, hai mũi.
1, 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai này. Rồi các bạn lại móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép xương cá. Cho tới hết cái hàng này luôn ha các bạn. Và lên hàng tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Khi nãy mình có đánh dấu cái hàng này là mình tăng mũi nè các bạn. Và cái hàng này mình không tăng mũi. Vậy thì chúng ta lên hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tăng mũi nha. 1 nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng mũi ở cái hàng này. Thì chúng ta sẽ tăng ở khúc này một mũi nè. Khúc này một mũi nè. Chỗ này một mũi nè. Và chỗ này một mũi ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái điểm gần gần đây ha. Tới cái chỗ cái phần nách này nè các bạn. Bây giờ phía bên này mình sẽ tăng một mũi ha. Và phía bên này mình cũng sẽ tăng một mũi. Chân móc này là mình tăng một mũi luôn nè. Nãy mình quên mình móc mũi kép đó các bạn. Rồi bây giờ mỗi chân móc chúng ta lại làm một mũi móc kép xương cá. Tới cái điểm mà chúng ta cần tăng mũi. Mình cũng đã đánh dấu lại cái hàng mà mình đang móc nè. Để mà mình không có cần nhớ thôi à các bạn. Nhìn kia đánh dấu cái là mình khỏi cần coi lại. Rồi. Ở cái điểm này nè. Ở cái điểm này thì mình cũng sẽ tăng một mũi nha. Rồi xong. Tăng xong bên đây rồi. Chúng ta sẽ di chuyển tới cái kim đánh dấu đầu tiên. Để chúng ta sẽ tăng cái mũi ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc những cái chiếc xương cá như thế này tới cái điểm của chúng ta đánh dấu. Rồi bây giờ tới cái điểm này, gần tới cái điểm này rồi, còn một chân móc. Bây giờ cái chân móc này mình cũng sẽ móc vào đây hai mũi móc kép xương cá và mình cũng sẽ không cần đánh dấu nữa nha các bạn. Mình chỉ tăng tới cái hàng này thôi là mình sẽ không có cần làm mũi móc kép xương cá hai mũi nữa. Rồi bây giờ mình sẽ móc lần lượt tới cái chân mà chúng ta đánh dấu ở bên kia. Rồi chúng ta cũng sẽ lấy kim đánh móc kim đánh dấu ra. Sau đó là chúng ta móc hai mũi móc kép xương cá vào đó. Và chúng ta cũng sẽ không cần dùng kim đánh dấu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc rồi chúng ta cũng sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra và móc vào đây hai mũi móc kép xương cá và chúng ta sẽ không có cần đánh dấu nữa. Chân móc kế tiếp móc một mũi tương tự. Rồi ở phía bên này thì các bạn cũng sẽ
căng mũi ở chỗ phía này và phía này cho mình nha. Rồi cách một hàng á, mà lên một hàng tiếp theo là các bạn sẽ không tăng, lên hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ tăng, và các bạn làm lần lượt tới cái số này nè các bạn. À, cái độ dài tay áo á là ở đây là khoảng 16 nè, cái size của mình là 16 đây, thì mình sẽ móc tới 16 luôn. Còn cái phần viền á là mình sẽ cúp nó lên, cho nên là cái phần viền trắng á các bạn mình sẽ không có tính nè. Còn các bạn ở cái phần viền trắng này nè, các bạn có thể tính cho mình vô đây. Thì thường á là mình sẽ lấy cái số chiều dài tay dưới nè, cái số hàng của cái chiều dài tay dưới nè, cộng thêm cái phần thân á, từ đây nè, từ cái chỗ phần này nè xuống tới đây là mình sẽ trừ hao là khoảng 3-4-5cm gì đó, tùy theo ý thích của mỗi người ha các bạn. Còn cái này á là nó dán nó xòe ra giống một chiếc váy, thì chúng ta có thể là làm dài hơn một chút xíu nữa. Thì các bạn có thể là làm trừ hao cho mình khoảng lấy cái số này nè, từ vai xuống phía dưới ngực nè 16 nè, cộng cho cái độ dài tay áo, ví dụ như là 0-3 tháng là 15 đi, thì 16 cộng cho 15 là từ cái vai này nè các bạn xuống tới đây là 31 ạ. Các bạn cứ đem cái áo khoác của bé sơ sinh hay là bé 6 tháng 9 tháng gì đó, các bạn mà coi lại hai cái thông số này nè là nó sẽ đúng đó các bạn, là nó sẽ giống hệt như là cái đồ mà mình may, mà cái hàng mà mình mua ở ngoài shop á, cái loại mà áo khoác ngoài shop á cho bé á, thì hai cái này nè cộng lại là bằng cái chiều dài của cái thân áo khoác. Rồi ở đây mình sẽ móc tới cái độ dài là khoảng 16-17, rồi mình trừ hao ra cái phần này nữa, thì mình móc tới cái chỗ nào mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha, để cái đó để mình tính sao. Thì các bạn cứ móc cho tới khoảng 16cm này trước đi, 16cm này trước ha, và mình sẽ cộng trừ như thế nào á mình sẽ nói cho các bạn, thì các bạn sẽ đo cho mình nè. Lấy cái chiều dài tay dưới á, rồi mình sẽ đo từ chỗ này nè, từ chỗ này xuống, ví dụ như 10, cái size của mình là 16 đi, là mình sẽ móc nè, từ đây xuống tới đây là 16 nè, mình sẽ trừ hao cái dáng váy này là khoảng cỡ 10-18 đi các bạn. Rồi mình xuống cái hàng viền chút xíu nữa ha, thì nó dài đi một chút nữa cũng không có thành vấn đề nè. Mình sẽ cho nó cái phần viền luôn, là cho nó xuống khoảng 19-20 này luôn nè. Đó, thì ở cái size của các bạn thì bao nhiêu á thì các bạn sẽ dựa vào đây để các bạn tính nha. Cái này nè cộng cho cái này nha các bạn, sẽ ra tổng cái chiều dài của cái thân áo khoác của mình nè. Đây, từ cái phần vai nè xuống tới cái phần này, đó, 30-31-32 gì đó nha các bạn. Các bạn sẽ coi cái bảng này để các bạn thực hành nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc cái những cái hàng còn lại, và chúng ta chỉ còn tăng những cái kim đánh dấu này nữa thôi, là chúng ta sẽ ngưng cái chỗ gợn sóng này. Đây, chúng ta sẽ ngưng cái chỗ gợn sóng này, cứ bao nhiêu chân móc là chúng ta sẽ móc bấy nhiêu mũi móc kép, móc kép xương cá nha các bạn. Mình chỉ còn tăng hai bên mép này thôi nè, cách một hàng chúng ta sẽ tăng một hàng, cách một hàng chúng ta tăng một hàng, cho tới cuối cái phần thân áo khoác. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta móc tới cái phần chiều dài của thân áo khoác nha các bạn. Thì cái phần viền á là viền gen, viền cái phần len trắng á là khoảng 3-4cm á, thì các bạn có thể trừ hao cho mình cũng được, hoặc là các bạn để cái phần viền đó cho cái độ dài nó thoải mái luôn cũng được, không có cần trừ hao ha. Thì mình cứ móc làm sao mà cho cái độ dài của cái tay dưới này nè, tay dưới này nè bằng với cái chỗ này thôi cũng được nữa nè các bạn. Rồi một lát nữa thì các bạn khi mà móc đến cuối cái phần thân á, các bạn đếm mũi cho mình nha, để mà mình xuống cái phần mà viền cái chỗ này nè, số chia hết cho 6 cho mình nha các bạn. Ví dụ như các bạn
thiếu mũi hay là thiếu mũi hay như thế nào đó, các bạn cứ tăng thêm cho mình ở cái hàng dưới cùng á, để cái số đó là số chia hết cho 6 nha, để mình làm cái phần họa tiết á các bạn. Rồi cái này á thì mình sẽ kết thúc cái phần 1 ở tại đây nha. Khi mà mình hoàn thành xong cái phần thân áo khoác này nè, mình sẽ gặp lại các bạn ở cái phần 2 để mà mình hướng dẫn cho các bạn móc cái nón này và móc cái tay viền lại. Như vậy nữa là xong ha các bạn. Rồi mình viền toàn bộ cái chỗ này nè bằng cái mũi đơn nữa là xong, cho nó đẹp lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái chiều dài thân áo khoác mà chúng ta mong muốn nha các bạn.